For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin thời sự mới nhất. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Nữ nghệ sĩ cải lương trẻ nhất được phong tặng nghệ sĩ nhân dân là ai? Sự kiện các nghệ sĩ sắp được tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10. Quế Chân, nữ nghệ sĩ duyên dáng tài sắc của sân khấu cải lương miền Nam, vừa có tên trong danh sách phong tặng nghệ sĩ nhân dân theo quyết định số 1431 do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28 tháng 11, có 42 cá nhân được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Danh sách được phong tặng có nhiều gương mặt nghệ sĩ thuộc lĩnh vực cải lương, nổi bật có nghệ sĩ ưu tú Quế Chân. Quế Chân cũng là nghệ sĩ cải lương trẻ nhất vượt qua kỳ xét duyệt hồ sơ phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm nay. Quế Chân sinh năm 1981, sinh trưởng trong gia đình có truyền thống lâu đời về nghệ thuật. Cô là con gái ruột của cố nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng và là hậu duệ đời thứ 5 của đại gia đình tuồng cổ Bầu Thắng Minh Tơ. Lớn lên trong cái nôi cải lương, Quế Chân sớm bộc lộ tài năng khi tham gia các đoàn Minh Tơ, 284, Đông Âu, Bạch Long đi diễn. Quế Chân thành công với nhiều vai như Phương Thảo, Vở Nhảy Múa Với Quỷ Sữ, Nga, Khúc Ly Hương, Phượng, Con Mắt Thời Gian, Công Chúa Thiên Kiểu, Trắng Hoa Mai. Cô gắn liền với dạng vai Đào Thương, Đào Mùi, đóng cặp ăn ý cùng các kép nổi tiếng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Kim Tử Long, Hữu Quốc, Võ Minh Lâm. Quế Chân cũng là một trong những cô đào đẹp bậc nhất giới cải lương với sắc vóc cao ráo, gương mặt trái xoan với má lúm đồng tiền duyên dáng. Cô được người trong nghề nhận xét là phù hợp đóng cả thể loại cổ trang lẫn tâm lý xã hội. Năm 2011, Quế Chân được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Ngoài nghệ thuật, Quế Chân còn vinh dự là đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 8, khóa 9. Dù nổi tiếng trong nghề, nữ nghệ sĩ có đời tư kín tiếng, cô chưa từng một lần công khai bạn trai và rất ít khi nhắc về chuyện yêu đương. Trong lần hiếm hoi chia sẻ về đời tư, Quế Chân cho biết muốn mọi thứ đến tự nhiên nhất và cô luôn ấn tượng với mẫu người biết san sẻ, tôn trọng niềm đam mê của cô. Phía gia đình và bạn bè cũng không thúc giục chuyện lập gia đình nên Quế Chân sống khá thoải mái và không gặp bất kỳ áp lực nào. Năm 2016, Quế Chân trải qua cú sốc khi bố ruột, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng qua đời. Sau khi tổ chức tang lễ cho bố, cô rơi vào chuỗi ngày buồn bã, hụt hẫng. Quế Chân từng nghĩ tới chuyện bỏ nghề và suốt thời gian dài chỉ giam mình ở nhà. Nhưng nhờ sự động viên của ba mẹ và các đồng nghiệp thân thiết, cô dần lấy lại tinh thần để tiếp tục làm việc. Ở tuổi 42, nữ nghệ sĩ chọn cho mình cuộc sống bình yên, không xô bồ bon chen. Cô vẫn đi diễn, làm MC, thỉnh thoảng làm mẫu, đóng quảng cáo. Rời sân khấu, cô dành thời gian cho mẹ và gia đình. Tôi giữ cho mình tinh thần lạc quan, luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Bản thân tôi cũng hòa nhã, vui vẻ với mọi người xung quanh, bởi đó cũng là cách giúp tinh thần mình được thoải mái hơn. Nghệ sĩ ưu tú Quế Chân chia sẻ. Nữ nghệ sĩ quan niệm hoạt động nghệ thuật đa dạng ở nhiều lĩnh vực như liều thuốc giúp mình lão hóa ngược. Bản thân cô thấy vui, hạnh phúc vì được sống với đam mê của mình. Có lẽ vì thế mà tinh thần cô luôn cảm thấy tươi mới và cháy hết mình. Ngoài việc góp mặt trên các sân khấu cải lương, những năm gần đây, Quế Chân còn đảm nhận thêm vai trò MC trong nhiều chương trình truyền hình. Khi cải lương không còn hưng thịnh như xưa, nghệ sĩ Quế Chân vẫn luôn có những trăn trở và hành động thiết thực để duy trì sự yêu thương của khán giả. Cô chia sẻ thẳng thắn rằng, làm cải lương trong thời điểm này, các nghệ sĩ đã phải cố gắng rất nhiều. Bây giờ đi diễn, mình cũng phải nghĩ cách lôi kéo mọi người đến với mình, nên hoạt động rất khó khăn. Tôi có một điều may mắn là được khán giả yêu thương nhiều, đi đến đâu mọi người cũng yêu quý. Khi làm chương trình, dù ở bất cứ đâu, ở bất cứ vai trò gì, tôi đều cố gắng hát vài câu để nhắc nhở mọi người nhớ về bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Mình xây dựng được hình tượng đẹp thì cải lương sẽ còn tiếp tục sống. Thông tin này đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để liên tục cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế, quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh News 247. Còn bây giờ, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.